này là bao nhiêu vậy cô? Đô gì là 30 có lên. 30 là còn có những gì trong đó vậy cô? Là muốn ăn giò, giò với thịt vậy là 30 đó cưng. Ừ. Da heo nữa hả cô? Ờ, thích cái nào cô chiều cái. Là gì cô? Cái đó là bánh loại bánh này nè. Bánh nổi à. À. Có chả cá nữa hả cô? Có luôn. Sao nhiều quá vậy ta? Đầy đủ. Nhưng mà ai thích cái gì nhỉ? Thấy không? Thấy tô bánh canh không? Hấp dẫn quá rồi. 30 á. Rồi. Đúng gì ạ? Kiếm gì trong đó ạ? Hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel với TV của tụi mình nha. Nắng quá. Mình đang đứng ở đường Trần Văn Cẩn. Cái đường này nó hơi lạ. Đây là đường ở Lý Văn Bích thì quẹo vô mọi người. Lý Văn Bích là trên này. Đó. Chạy vô đây. Tân Thế Hòa, quận Tân Phú nha mọi người nha. Đi lên xíu là tới đường kênh Tân Hóa. Thì mình vậy là đi qua Hòa Bình. Đúng rồi, qua ngã đi thẳng qua. Rồi ok. Đó. Thì vô tình mình thấy ở trên mạng có mấy người người ta up bài của một cô bán bánh canh. Nãy mình có hỏi á, sơ sơ thì cô nói là cô bán được 20 năm. Chà, hấp dẫn á. Mà mình thấy là ở đây là hơi bị nhiều nha mọi người nha. Mà giá đây cực kỳ rẻ luôn nha mọi người nha. Rồi. Đây bên này hả? Đó, bây giờ mình sẽ vô mình hỏi thăm. Rồi mình tìm hiểu, khám phá cái menu có gì mọi người nha. Ừ, lẹ đi nắng quá, nóng, okay. Cháy da. Rồi, thôi. Vô. Thấy ở đây có tới 2 nồi nước hả cô? 2 nồi nước luôn. Đây dạ, chào cô. Dạ. Dạ, xin phép cô cho con hỏi một số câu hỏi không cô? Dạ, cô tên gì cô? Cô tên Thu. À, cô Thu, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô sinh năm 60. 60, vậy là bao nhiêu tuổi rồi cô? Năm 60 là năm nay 60 năm nay 21. 21 rồi hả? À, 61 tuổi. Dạ, cô bán ở đây bao lâu rồi cô? Dạ. Cô bán 20 năm rồi đó. Wow. 20 năm, vậy là trước đây là rẻ nhất là cô bán bao nhiêu? Buổi đầu á ngàn rưỡi, cái từ nó lên ngàn rưỡi mọi người. Đúng rồi. 20 năm về trước mà. À đúng rồi, lúc đó 20 năm về trước là cơm tấm lúc đó là 3.000 một dĩa nha mọi người. Đúng rồi. Bán vậy đó, cái từ dạ. Từ tại vì mấy ngày mấy hôm dài đó là thịt nó lên dạ, đó. Dạ. Cô bán 25, 20. Dạ. Là... nguyên liệu ở đây là gồm có những cái gì cô còn thấy nhiều quá là thịt rồi là thịt gan. Giò heo, chân giò, chân giò. Đó, rồi chân gà, đầu gà. Bánh nổi đúng không? Ừ, bánh nổi này là ở đâu mà nhiều vậy cô? Bánh nổi là cô mua ở ngoài sạp bún. À, sạp bún. Bánh canh đó. Bánh bây giờ là cô bán một tô là trung bình bao nhiêu tiền cô? Là cô bán là có giò là 30. Có giò 30. Còn nếu mà ai muốn ăn 20. Dạ. 25 thì mình ớt thịt lại, còn giò là phải 30 tại cục giò nó mắc. Dạ. Ngoài bánh canh mình còn cái gì nữa không cô? Có mì gói. À mì gói này hả? Nè, sau lưng nè. Mì gói nè. Có mì gói, có thích thì ăn mì gói. Dạ, cô bán ở đây từ mấy giờ đến mấy giờ vậy cô? Từ 12 giờ cô mở quán tới 7 giờ đảo lại. 7 giờ đảo lại. Vậy là hình như là không có bán qua app gì. Không bán qua app không cô? Không, cô không có bán qua app. Chỉ là quay gì cái người ta đặt bên nào rồi đó. Có số điện thoại ở dưới mọi người để tí mình để số điện thoại cho mọi người coi. Số nhà đó. À số nhà là 68 Trần Văn Cẩn. Rồi ok. Sao Lộc. Nhiều topping nha. Nhiều quá nhỉ. Bây giờ kêu mấy tô? Bây giờ cô làm cho con 3 tô đi. Ăn đây hả? Dạ. Đây đây nè, có cái mặt bằng đây này, bên kia đường nữa. Đó. Rồi bây giờ ăn giò mang về hả? Dạ, con ở đây. Ăn đây là mỗi thứ cô làm cho con 3 tô vô chỗ đi. Cô có cái tô nào 3 tô vô chỗ không cô? Làm gì có. Không có. Làm gì có. Đi đây đi. Đây. Cái tô này thì chắc vừa đúng không cô? Cô cho mỗi thứ một chút.
30 à, làm 3 tô. Ủa chứ chút. Một tô là 30 mà cái chút hả? Dạ, nghĩa là không. Bây giờ 3/4 đó cô. 3/4. Rồi à, đồ ăn thì cô cứ xếp mỗi thứ chút lên sao cho đẹp được rồi. À. À. Một cái đầu gà. Trời ơi nó há mồm luôn kìa. Chết rồi. Nó kê đầu ở đây luôn rồi. Hai cái cẳng à, hai cái cánh, hai chân. Hai cái chân. Lộn. À cái này nếu mà như mọi người tới đây ăn á thì có kêu đầu gà với chân gà thì cô sẽ chặt ra nha. Cái này chặt ra làm 4 khúc. Ui, dài lắm nha. Chặt ra làm 4 khúc. Đó. Rồi cái chân thì chặt làm đôi. Cái chân với lại khúc cổ. Ừ. Mình xin nhắc lại địa chỉ ở đây là số 68 đường Trần Văn Cảnh, phường Tân Thái Hòa, quận Tân Phú nha mọi người nha. Đó, trong này là có bánh nổi nè. Đó, bánh nổi. Huyết. Đầy xíu lùi già, đúng rồi. Đó, huyết. Rồi cá viên. Ủa, nhiều lắm cá nha. Cá viên mà tưởng nấm không ha? Không, cá viên, các bạn nấm. Giò heo. Cục giò heo bé xíu. Có gì à? Cái này chả cá. Có gan nữa nha. À ở đây có bánh quẩy nha mọi người nha. Bánh quẩy là như là 3.000 một cặp hay sao á. Ờ 3.000 cái. 3.000 cặp. Hấp dẫn quá. Cái này bánh nổi nè rồi gì nữa. Chà, thôi mời mọi người nha. Này ăn chưa? Cái này là bánh canh gì ạ? Bánh canh chiên gà. À bánh canh chiên gà. À hồi nãy có cái riêu cua á. Chứ đó cũng không có bán. Cô đó, cái đó là phải bỏ vô cái nồi bánh. Bỏ vô cái nồi nước, nước cá viên với lại huyết nè. Cái nồi nước lèo để mà cho nó có cái có cái thêm cái vị đậm đà. Sao Lộc? Không quá. Mình chắc mình ăn cái đầu gà trước đi. Trời ơi, cái đầu gà nó há mồm. Há miệng chờ sung. Sau cái video này có lẽ là sẽ có một cái series nhỏ nhỏ. À, series gì thì mọi người hãy cùng chờ đón. Hình như là vào cuối tuần ha. À. Nay mới giữa tuần nè. Quay xong là cho mình cho thằng Ba Bơ Lộc là mình sẽ đi về một nơi xa lắm. Ui, sợ quá phải ban nó thôi. Sợ quá. Dài quá. Ở đây bán vỉa hè thôi nha mọi người. Nhưng mà thâm niên rất là lâu rồi. Cái đầu gà này cô lấy từ ngay khúc mà cổ luôn á, cái khúc dưới cùng á. Nè, ở đây có 1, 2, 3, 4, 5 cái bạn. Cái này là trong cái con hẻm. Còn phía ngoài kia là cô bán nè đó. Bên kia có hai cái bạn. Nhà cô cũng ở trong cái hẻm bên đó. Mọi người đi tới đây á, đó là qua ngã tư Hòa Bình, Nguyễn Bích. Nhìn bên tay phải á mọi người nha. Nói chung cũng dễ đi. Ừ. Cái đường này nhìn nhỏ nhưng mà ở ngoài có các bạn hiểu nó mà. Nó gần trường Lương Thế Vinh, lên xíu nữa. Mình có quay cho mọi người so sánh cái tô 30.000 cô bán cho khách lúc đầu video. Ừ. Và đây là cái tô mà Lộc gọi. Cái này là 3 phần bánh canh. Bánh canh đây là bánh canh bột năng mọi người, chứ không phải bột gạo. Bột gạo cái sợi nó sẽ bé hơn. Đúng rồi. Nó có màu đục. Nếu mà lấy đúng 3 phần đặc biệt đầy đủ á là tất nhiên nó sẽ rất nhiều. Ừ. Nhưng mà đây cũng đã nhiều rồi nè mọi người thấy không? Ừ. Đây là 3 phần bánh canh và mỗi thứ topping thì mình sẽ nói cô cho thêm một ít. Thì nó sẽ được như thế này. Đó. Nó gặm cái đầu không mà thấy phút mấy rồi đó. Ừ.
nó đậu gà nhiều thịt lắm nha mọi người. Có nhiều người họ không thích ăn gà mà họ không thích ăn đầu cổ cánh, tại vì biết sao không, nó có da không à. Ừ. Da với xương không à, đâu có thịt đâu. Này cảm giác như Lộc ăn những cái bộ phận phía bên ngoài của con gà. Ừ. À trong này hình như là còn có da heo nữa đó mọi người. Ừ. Mà mình quên kêu cô bỏ vô rồi. Có quay ở đầu clip luôn đó. Nào để kể lại coi có bao nhiêu, nhiều quá ta. Nhiều lắm. Ừ. Ha. Cái đặc biệt đó nữa là mình thấy là có cái tô thịt mà cô lóc thì xương cô hầm á. Ừ. Đó cô lóc qua cô để riêng. Ngon quá. Xong rồi. Xong. Thấy gần 5 phút rồi đó. Đây họ dùng đũa tre chứ không dùng đũa nhựa. Ừ. Đó. Cái đó là bánh canh á, thường thường người ta ăn là ta lấy môi múc không à. Biết vì sao mà dùng đũa tre không? Biết vì sao? Thì nó khỏi trơn. Đúng rồi, chính xác. Chính gì gì nữa. Đó không? Gắp nhìn cái sợi bánh canh to quá trời luôn. Trơn. Cái sợi bánh canh to quá trời luôn nè. Đây hôm nay quay lại với cái tô thử thách nha Lộc, anh cho đàng hoàng nha, anh cho hết nha. Mọi người nhìn này biết giống chưa? Giống cái tô súp hồi đợt mình ăn á. Đúng rồi, súp súp cổ gà bên quận 6 á. Bánh nổi nữa. Bánh nổi bên đây nhúng vô là nó sẽ mềm đúng không? Ừ. Mọi người tới đây không ăn bánh canh có thể mì gói. Ờ ha. Ừ. Lạ ha. Ừ. Rồi được rồi, lần sau cho sẽ dắt bạn tới đây ăn. Nếu mà ăn mì gói thì nhìn nó giống như là món mì phá lấu. Sao tưởng tượng quá trời, lo ăn lẹ đi kìa. Không biết là có ăn hết được hay không chứ mình thấy cũng nhiều lắm, hơn nửa tô nước rồi đó. Bánh canh nở ra đấy mọi người. Ừ. Trời nắng nóng quá mà. Đây hiện tại bây giờ là gần 1 giờ rồi. Người ta nhắc cho có ăn bánh canh gì không? Có ăn canh bún à. Canh bún về Bình Tân á. Ừ. Ăn cái tô đó xong rồi view lên quá trời. Không mà thật sự cái tô đó nó đầy. Nó đầy luôn mà, nó lên lên gần tí tí tí. Ừ. Đồ ăn nhiều. Nước ở đây ngọt nha mọi người nha. Ngọt đó là do cô bỏ cái riêu cua vô. Riêu cua là thịt xương á. Cô bán từ trưa mà tới có tới chiều à. Ấy 7 giờ tối đúng rồi, 7 giờ tối. 7 giờ tối, hôm nào mà hết sớm là 5 giờ chiều nha mọi người nha. Con đường này vậy mình ở gần đây mà mình không biết. Thật là một thiếu sót. Nãy giờ mình ngồi mình làm ăn hết mấy cái bớt đồ ăn á. Cho cái thịt. Nhìn nó mềm ha. Ừ. Ở đây cái nước màu của nó rất là gọi sao ta? Là cái màu của nó là mọi người. Ừ. Nó không quá là đậm, đậm vị. Mà cái nước của nó mình thấy rất là ngọt. Nhưng mà không phải là ngọt kiểu bột ngọt nhiều nha. Ngọt nóng lắm. Thịt ngọt từ xương. Đúng rồi, ngon từ thịt ngọt từ. Cái tô này nó giữ nhiệt nó nóng. Chả cá. Lâu lâu Lộc phải ăn lại cổng lồ chứ không thôi. Phải luyện lại chứ. Lỡ mày có cuộc thi nó bất chợt thì sao? Giờ anh Huy anh ở một nơi phương xa rồi. Ừ. Anh bận quá rồi bây giờ. Lỡ như mà mốt có cuộc thi cần đồng đội thì phải có Lộc chứ. Thế nào mà anh chơi đơn thanh độc mã được. Mặc áo Sun Goku là phải ăn khỏe như Sun Goku nha. Sun Goku bé con mà ăn ghê lắm nha. Thân hình của Sun Goku lúc đột biến là biến thành nguyên con khỉ đột luôn á. Cho nên là anh rất là khỏe, anh sức anh ngang bằng con khỉ luôn mà. À. Góc quay này dễ quay quá mọi người. Nói chung Lộc ngồi cứ ăn thôi, mình cứ ngồi mình bị phim dịch. Sắp tới đây mình sẽ làm một cái series nho nhỏ. Mời mọi người có thể là theo dõi nha. Thì nó có thể nó có sẵn một vài số. Tại vì cái series này thì
không có có mặt của thanh niên Lộc. Tại vì Lộc phải ở nhà đi làm, còn mình thì có dịp mình đi trải nghiệm, thì nó sẽ nằm ở phía ngoài chủ đề của ẩm thực một chút xíu, thử thách một chút xíu. Nó sẽ liên quan tới nói chung cũng có một chút xíu ẩm thực. Sao cái miếng giò nhìn chất lượng ha. Miếng này miếng giò gì vậy ta? À cái này là cái khúc đầu gối á. Gân. Mình nghĩ là anh tô 30.000 là no. Cô lấy nước rất là nhiều. Bánh canh nữa. Nói chung ăn sao thì cứ nói cô làm vậy. Hai cô chú đang ngồi bên góc bên kia. Nói chung là mặt bằng vỉa hè về là mình thấy ổn nè. Mát phải có bạt che ở trên đầu. Được 3 phút, vậy là Lộc ăn được hơn 10 phút. Đây là còn chút xíu à. Oh, ngon, 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 à là ngon. Đó, ăn sạch sẽ nha. Cái bánh canh này á, mình thấy cái nướng nó đặc sắn lắm nha mọi người nha. Phải vậy là bánh canh chứ. Với lại mình cái mình thấy là Lộc ăn trong cái tô có vẻ hình như dễ ăn hơn trong cái dĩa hay sao á. Hay là ăn mấy món nước lại khỏe hơn ăn mấy món khô nhà Lộc nha. Lộc có thấy gì không chứ tao thấy. Ta để ý rồi á. Ta quay clip ta để ý hết mà. Nè. Đó ông nó xèo lẹ lắm luôn á. Bảo đảm. Chứ thấy ăn bột chiên không tùy món thịt. Chột chân gà cho tới 2 cái chứ ăn 1 cái không được. Chân gà mềm gục. Nhai rộp 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 rộp. Chân gà mềm gục nha. Ngon. Nói chung á là theo cảm nhận của Béo TV á thì đi quay nhiều clip, tụi mình thích nhất là quay vỉa hè. Tại vì nó mộc mạc, đơn giản mà không cần phải gọi là set up gì đó quá nhiều. Đó là chia sẻ riêng về cái công việc của tụi mình làm á. Đăng bài thì cũng tiếp cận được nhiều người xem hơn. Đúng rồi, tại vì Béo TV là có một cái fanpage trên Facebook nha mọi người. Mọi người có Béo TV, có dấu Béo TV ở đó, nó sẽ ra cái trang của tụi mình. Thì nói chung là tụi mình đăng lên YouTube thì cũng có người xem, nhưng mà theo như mình, tụi mình á, tại vì tụi mình hoạt động trên Facebook nhiều á, với lại cái trang của Choi cũng nhiều người theo dõi á, cho nên là mình cũng có chia sẻ thêm như nó, mình viết bài mình đăng lên. Chứ nhiều người họ cũng thật sự mà nói họ cũng lười coi, thấy không? Chỉ là họ xem, họ thấy món ăn bắt mắt nè, không? Cái họ nhắn tin họ hỏi địa chỉ. Họ dạ địa chỉ em có ghi rõ ràng ở dưới mô tả và trên bài viết hết rồi. Trời ơi, mình nói cái bởi vì Lộc anh lẹ lắm ha. Anh quá trời anh. Anh quá trời ăn, anh quá trời ăn luôn. Anh dữ dội luôn. Trời ơi, tính ra ăn chưa tới 15 phút. Đó không, bởi vì mỗi lần cho anh kể chuyện cái Lộc ăn luốc lẹ lắm luôn. Ui. Trời. Quá tuyệt vời. A few moments later. Chặt bắt luôn. Đã quá. Sao Lộc? Ăn xong cảm thấy là no. Toát mồ hôi mà no. Rồi, mình sẽ có vài cái nhận xét như vậy. Bánh canh ở đây thì rất là dễ ăn nha mọi người nha. Giá thì rẻ, giá từ 20 cho tới 30, 35 ngàn cũng có. Nói chung là mọi người kêu thêm ấy. Có 35 nữa hả? Có 35 đúng không? 35 là cua với một hai lát thịt. À, cua với thịt nữa. Thêm cua thịt nữa. Wow. Cái đó nhiều lắm. Cua thịt đó là 35. Dạ. Cua giò là 50. Dạ. Cua giò 50 á. Dạ vâng. Rồi, ở món ăn thì như mình đã quay và cho mọi người thấy rồi đó. 30, tô 30 nè, tô 22 nè,
rồi muốn ăn con... giá nào cô bán giá dạ, đúng cô rồi. Dạ rồi cô dạ dạ rồi cô dạ. Cô vui quá. Cô chú ở đây bán cũng được lâu lắm rồi đó, hai cô chú này cũng sáu mấy tuổi rồi mọi người nha. Thì mọi người có thấy hoàn cảnh của cô chú như vậy thì nhớ tới ủng hộ cô chú nha. Thì nói chung hai cô chú vui vẻ là bán vậy là chịu luôn á, chịu luôn á, bán ngon rồi. Chà, nhận xét thì đơn giản vậy thôi. Rồi, mọi người nhớ đến anh và ủng hộ cô chú nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video clip này. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một comment bên dưới nha. Và nhớ ủng hộ kênh của tụi mình nha. Tại hồi nãy mình có xem cái đề xuất của kênh á, thì thấy có nhiều bạn xem kênh của mình nhưng mà chưa có bấm đăng ký. Thì cái đó thì mình cũng thấy cũng hơi buồn thôi. Chắc là có thể mấy bạn không biết nên để mình coi thử, mình chụp lên cho mấy bạn coi cái cách đăng ký kênh đi ha. Tại vì cái đó dễ mà, nó có cái chữ đăng ký tiếng Việt á, xong rồi mình bấm vô vậy mình nhập rồi. Cái tài khoản Gmail vô. Đúng rồi. Không? Rồi vậy ha, rồi. Rồi. Ngoài ra mọi người nhớ để lại một comment bên dưới để kênh của mình có thêm tương lượt tương tác nha mọi người nha. Và có những món ăn nào ở ngóc ngách nào đó ngon, giá cả hợp lý, rẻ, hoặc là cái quán nào đó nó nhìn nó bắt mắt thì mọi người nhớ comment qua page của tụi mình hoặc là comment bên dưới nói là anh ơi tới đây đi, hoặc là review chân thực cái quán này đi. Đó, tụi mình sẽ tới và ăn và trải nghiệm cũng như là đưa ra những cái chân thực nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Bye bye. Rồi, bye bye mọi người nha.